Hai nhóm thanh niên nhà trai và nhà gái lao vào hỗn chiến tại nhà cô dâu. Trước ngày đón dâu, nhóm thanh niên nhà trai lên nhà cô dâu chơi và xảy ra mâu thuẫn với thanh niên tại dây rồi lao vào hỗn chiến, gây náo loạn. Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 21 tháng 5 tại đám cưới chị LTT, ngụ xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Vào thời điểm trên, nhóm thanh niên nhà trai ở cùng xã tới đám cưới nhà cô dâu để chúc mừng, chung vui. Do mâu thuẫn trong đám cưới, hai nhóm thanh niên nhà trai và nhà gái đã lao vào hỗn chiến gây náo loạn đám cưới. Hậu quả, anh Lê Quang Tê và Lê Xuân Vi Phi bị thương phần mềm phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh. Hiện vụ việc hỗn chiến tại nhà cô dâu đang được Công an huyện Như Thanh tiếp tục điều tra, làm rõ.